Chào các bạn, như chúng ta vừa vừa đi tham quan cái vườn đu đủ mà Nhật cụ vàng anh Tám mình đó. Các bạn thấy rất sai hiệu quả không? Mà anh Tám mình áp dụng cái quy trình mà từ cỏ voi, nuôi bò, lấy phân bò, trồng qua đu đủ, đến thu hoạch từ đu đủ, đi nuôi ốc, bán lại nhận kinh tế. Anh Tám mình, cái quy trình phải nói là khép kín, không bỏ gì hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ theo cho anh Tám mình đi tham quan một cái vườn cam sành anh Tám mình. Và đứng cạnh tôi không có ai khác, cũng là anh Tám mình luôn. Anh Tám mình sẽ là người dẫn mình đi tham Chào quan cái vườn đủ. chào chào các bạn. Rồi, chúng ta đi các bạn. Chúng ta. Wow, thấy đam mê rồi. Các bạn thấy không? Vườn cam anh Tám mình á. Ồ, cái này mình đến thu hoạch được mà anh Tám. Cái này đến thu hoạch được rồi, lấy đặt cọc bữa hay bữa đi vô nó đi sẽ cắt. Cái lứa mà cỡ lớn là mình, cái size này mình tầm mấy trái một ký ta? Cái tầm khoảng ba trái, Ba trái. ba bốn trái. À, mà anh cho biết mà hiện tại cái giá thị trường của mình thương lái đang bỏ cọc anh là bao nhiêu một ký anh? Bây giờ hiện tại giờ lấy bộ còn là 12.000 một ký. Các bạn thấy không, một cây này tôi đếm phỏng phỏng là khoảng 12 trái, là theo 4 ký, 4 ký là mang lại nhận cho anh Tám mình khoảng 48.000. Nhưng mà theo em biết là cái cây này còn nhỏ là nó tơ hay sao anh, hay là Nó nói chung con tơ còn nhỏ, mình để ít trái thôi, để năm sau mình để nhiều trái vô. Anh Tám mình có thể chia sẻ cho em biết là cái động lực nào của anh á để mình trồng hết một cái khu vườn mà cam sành rộng lớn thế này anh? À, mình coi trên mạng mình thấy thì mình thấy người người ta trồng mà đạt hiệu quả rất cao à, mà rồi mình hồi đó ra ruộng của mình thì mình cuốc lên clip mình sẽ trồng cam này các bạn ơi. Các bạn mà thấy không, anh Tám mình rất mạnh dạn áp dụng những cái trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến đi trước của những giáo sư tiến sĩ, mình sẽ áp dụng cái đó vào để thực tế mình. Mà anh cho em hỏi mình á, khi mà anh học hỏi trên mạng YouTube, YouTube á, thì ở đó anh có chọn lọc hay có những cái riêng gì của anh không, hay là anh áp dụng thực tế thì ở đó? Mình coi coi trên trên sạch coi trên YouTube với có nhiều cái cách của mình á, cái cách của mình đang làm cam thì cho đặt tiêu chuẩn mà cho bà con ăn nó không độc à. Mình gì xài phân hữu cơ, phân chuồng, quay mục. Anh có thể giới thiệu cho em hoặc là những bạn mà đang xem YouTube á, thêm một chi tiết xíu, đó là từ cái quy trình mà mình từ trồng cây con mà tới cái cách làm trái, xử lý ra hoa như thế nào để cho ra một cái trái cam mà thành phẩm để tới tay người tiêu dùng. Cái con cây này nè, khoảng là độ 1 năm tuổi, 1 năm tuổi cái con thì mình trồng mình cũng xử lý qua là voi, thì mình voi xử lý qua Chico mình trồng cái đó bạn ơi. Cái giống này mình mua mới đắt không anh? Cái giống này hồi đó là mua là 8.000 một cây. 8.000 một cây các bạn. Thì hiện tại em đang thấy là những cây cam của anh nó đang cho ra những cái đợt qua qua nhỏ anh. Để coi nhỏ.